Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin đầu tiên của châu Á qua sự trình bày của anh Mai Tuấn. Chính quyền Triều Tiên nói rằng tập trận quân sự gần đây không có ý đe dọa ai. Trong một tuyên bố được hãng tin KCNA, là hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, phổ biến hôm thứ Ba, em gái của lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã lên tiếng bênh vực các cuộc tập trận quân sự, nói rằng Bình Nhưỡng không có ý đe dọa bất cứ ai. Hôm thứ Hai thì quân đội Bắc Triều Tiên cũng đã diễn tập một cuộc trận vào hai hệ thống phóng tên lửa dưới sự giám sát của cá nhân lãnh tụ Triều Tiên. Và hôm thứ Ba thì bà Kim Yo Jong, tức là em gái của Kim Jong Un, cũng là một quan chức chính phủ cao cấp, mô tả những lời chỉ trích của Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa là giả đạo đức. Bà Kim Yo Jong đã nói, quyết định của chính quyền Washington và Nam Hàn hồi gần đây hoãn lại cuộc diễn tập quân sự chung đã được đưa ra vì những lo ngại về dịch viêm phổi, chứ không phải vì mong muốn hòa bình. Cô em gái của Kim Jong-un lần đầu ra tuyên bố. Kim Jo-jong, em gái của Kim Jong-un, chỉ trích Hàn Quốc là con chó sủa trong sợ hãi, đánh dấu lần đầu tiên cô ra một tuyên bố chính trị. Kim Jo-jong hôm qua ra tuyên bố nói rằng Hàn Quốc không có tư cách chỉ trích Triều Tiên khi chính họ đã tiến hành các cuộc tập trận riêng hay chung với Hoa Kỳ. Cô cho rằng việc Seoul lên án Bình Nhưỡng là một hành động thực sự vô nghĩa và hoàn toàn ngu ngốc, so sánh động thái này như con chó sủa trong sợ hãi. Những phát ngôn và hành động không nhất quán của Nhà Xanh chỉ làm tăng thêm sự ngờ vực, thù hận và khinh miệt của chúng tôi với Hàn Quốc. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đã dẫn tuyên bố của cô. Kim Jo-jong, phó chủ nhiệm ban tuyên giáo của Đảng Lao động Triều Tiên, là một trong những cố vấn thân cận nhất của Kim Jong-un, đã thấp tùng ông trong các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Cô đóng vai trò là đặc phái viên của Kim Jong-un đến Hàn Quốc tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang của vào năm 2018, thúc đẩy nhanh chóng quan hệ ngoại giao trên bán đảo bị chia cắt. Tuyên bố của Kim Jo-jong phản ánh sự bế tắc trong quan hệ liên Triều sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tháng 2 năm 2019 không đạt được kết quả. Kể từ đó, thì Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul hãy từ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế và củng cố quan hệ kinh tế liên Triều, nhưng Hàn Quốc từ chối. Nước Úc có thể dùng luật bắt buộc cách ly người nghi nhiễm virus corona COVID-19. Chính quyền Úc đang chuẩn bị sử dụng luật an ninh sinh học nghiêm khắc để buộc những người bị nghi có virus corona phải vào bệnh viện hay là bị cách ly. Những người có nhiều nguy cơ lây lan virus corona có thể bị cảnh sát cầm giữ theo luật mới dự kiến đưa ra Quốc hội tiểu bang Nam Australia, tức là nước Úc, ngày hôm 3 tháng 3 cho biết như vậy. Các bệnh nhân COVID-19 có thể bị giam giữ bắt buộc tại nước Úc theo luật an ninh sinh học được thông qua năm 2015. Nhà cầm quyền có quyền giam giữ và khử trùng những người có virus corona và không cho họ tham dự các sinh hoạt thể thao, đi học và đi vào các thương xá. Bộ trưởng Tư pháp của nước Úc là Kristen Porter đã nói với đài phát thanh nước Úc là cầm giữ những bệnh nhân là chuyện bất đắc dĩ. Nước Úc hiện nay có hơn 30 trường hợp xác nhận đã nhiễm COVID-19, nhưng các chuyên gia tin rằng một vụ bùng phát rộng rãi vẫn còn có thể tránh được. Lần đầu tiên, việc lây từ người sang người được xác nhận với hai bệnh nhân ở thành phố Sydney và ca tử vong đầu tiên tại nước Úc được ghi nhận vào cuối tuần vừa qua. Lý do vì sao Úc đại lợi sốt giấy vệ sinh? Thưa quý vị, sau Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản thì đến lượt Úc đại lợi chứng kiến giấy vệ sinh đang cháy hàng ở trong siêu thị và được rao giá cắt cổ ở trên chợ mạng. Thay vì thực phẩm, người dân của Úc đại lợi lại đang thi nhau vơ vét giấy vệ sinh trong siêu thị. Người dùng mạng xã hội nước này đã bất ngờ về hình ảnh những kệ hàng giấy vệ sinh trống không và giá giấy vệ sinh thì nhảy nhót trên chợ mạng. Đó là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây, và trong khi tôi nghĩ mình là một người lý trí thì nó cũng khiến cho tôi phát hoảng.
Patrick Bright, phóng viên của ABC Live đã bình luận khi chứng kiến cơn sốt. Một số người kinh doanh trực tuyến đã cố gắng tận dụng thời cơ. Trang News của Úc Đại Lợi đã ghi nhận một số trường hợp trao giấy vệ sinh với giá cao, như là 24 đô la của Úc Đại Lợi cho lóc 24 cuộn giấy 3 lớp. Thậm chí trên Facebook còn có tin ra bán một tờ giấy vuông với giá 1.000 đô la Australia. Gary Mortimer, chuyên gia bán lẻ, giáo sư tại Đại học Công nghệ Queensland, đã nói lý do khiến các siêu thị cháy hàng giấy vệ sinh là bởi ít hàng tồn kho. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới gửi đến quý vị bản tin châu Á sau một vài thông tin bảo trợ cho đài. Mai Tuấn và Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam với một vài tin chính như sau. Hàng không mẫu hạm Mỹ Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng. Ô tô vào sân bay sẽ được miễn phí nếu chỉ trong 10 phút.